son màu xinh chất xịn và giá chưa đến 20.000, tin được không nhở? Hôm nay mình có hai đợt son đến từ nhà Horrorins. Thật ra là mình đặt 3 nhưng mà shop đấy giao cho mình có 2 thôi mọi người. Trời ơi tức, không một là một tông đỏ đất có khá nhiều sắc đất, còn không 6 thì là một màu đỏ lạnh có base hồng. Cả hai màu này đều sẽ cho combo tôn da trắng răng và không cần makeup. Chất son này khá là mịn và dễ tán ở trên môi. Độ bám khoảng từ 3 đến 4 tiếng. Giá son chỉ từ 18 đến hơn 20.000 nên là bạn nào thích thì có thể quất cả bộ 6 cây luôn nha. Hello, hôm nay mình lại có 3 thỏi son đến từ nhà Horrorins. Về bao bì thì mình thích cái thiết kế này hơn là cái dòng cũ. Chất son khá là đặc và xốp, son thì dễ tán ở trên môi, tuy nhiên là nó sẽ gây cảm giác gì. Cá nhân mình thì không thích cái chất son này lắm. Bù lại thì bảng màu son có những cái màu rất là đẹp và lạ. H01 là một tông hồng nút, màu này hơi kén da và yêu cầu mọi người cần phải có makeup nha. H02 là một màu đỏ dâu, màu này thì các bạn dùng trên mặt màu cũng được, nhưng mà nên nhấn thêm một chút má để xinh hơn nha. H05 là một màu đỏ đất trầm có một chút ánh tím, màu thì trắng da trắng răng khỏi bàn. Nếu đến phun môi thì mọi người nên makeup để không bị già nha. Giá một cây son. Không muốn nói về mình đêm và những nỗi sợ khi tim vỡ tan lần đầu. Baby em nói anh nghe sao mắt em nhai. Baby hãy kể cho anh nghe về chuyện buồn. Biết là khi màn đêm đang buồn, ta làm sao cho em tốt. Đang nghèo, hết tiền mua son mà tôi lại tìm được loại son hai đầu này. Mình chỉ mất 400 cành để mua được 5 sợi son này đấy. Màu đầu tiên là V03. Mình không giỏi miêu tả màu son nên mọi người cứ nhìn màu son lên môi mình là biết nhá. Mọi người nhớ dùng che khuyết điểm để màu son lên môi đúng hơn nha. Đây vẫn là một trong những hãng son nội địa Trung giá rẻ mà mình tin tưởng nhất. Vì chất liệu son của bạn này thì vô cùng mướt và mượt, cộng thêm một lớp tinh bóng nhẹ là lớp dưỡng cho môi nữa. So với tầm giá thì quá là ok luôn. Chưa kể đến là màu son của hãng cũng chưa bao giờ làm mình thất vọng. Từ các tông nóng đến tông đất thì đều có hết luôn. Màu này thì rất nhẹ nhàng tự nhiên nên mình recommend cho các bạn học sinh cũng có thể dùng nhé. Còn nếu muốn chiến hơn tí thì cũng có thể tham khảo tông đỏ đất này. Cá nhân mình thì cực thích tông đất nên có lẽ mình sẽ dùng em này thường xuyên. Tiếp đến là một phối màu rất tây, là một tông màu nude. Các bạn nào theo phong cách Âu Mỹ hoặc muốn thử một style mới thì có thể tham khảo nha. Squat đến thỏi thứ tư rồi thì mình mới nhận ra điểm đặc biệt của em son này là hai đầu lúc nào cũng sẽ có một đầu nhạt và một đầu đậm hơn. Cái này thì rất là tiện cho việc mix son và thay đổi phong cách. Thật sự mà nói thì đã squat hết 5 thỏi rồi nhưng mà không có màu nào là mình cảm thấy là điểm trừ luôn ý. Nên nếu để đánh giá thì mình sẽ chờ một em này 9 trên 10 trừ một điểm packaging chưa xinh lắm thôi. Tổng quát lại thì đáng đồng tiền bát gạo nên mua mọi người nhé.